cầm không nổi luôn. Cái này. Ôi ơi đậy đậu cái luôn cả nhà ơi. Không biết rồi. Đi mở cho xử cái gì vậy? Đi qua đám mưa lớn lắm cả nhà. Ôi ơi, ơi. Cua, ta biết cua luôn này. Trời ơi cua cái trắng luôn cả nhà ơi cái này. Ơi. Nè. Cái này kêu bằng cái giẫm gì?
mới đụng cái gì á, đụng cái đầu cá hay là cái gì bự đó. Để lên xuồng này cho nhẹ kéo. Dính gì không đây? Hồi nãy nghe cái sồn đó, có dính gì không? Ôi! Trời ơi, cầm không nổi luôn. Cái nè. Ôi ơi, đậy bầu cá luôn cả nhà ơi. Không biết rồi. Để mở cho coi xử cái cá gì vậy. Hôm qua đám mưa lớn lắm cả nhà. Ôi ơi, ơi. Cua. Không biết cua luôn rồi. Trời ơi, cua cái trắng gì luôn gì cả nhà ơi coi nè. Ơi. Trời ơi, cua nó bò ra. Trời ơi, coi nè. Cá gì trắng rồi rồi cái đồ nhóc trên cả nhà ơi, để em chút ra cái. Em dở lên không nổi luôn, nó nặng á. À ơi, cua nó bò. Để ơi, đây con. À ơi, nó đâm được cái xô này cho mẹ ơi. Dính cái xô mắc được cái giới này. Trời ơi, có cái chốt dính nè cả nhà. Đâm vô đây luôn. Đây nữa nè. Cá này mình gỡ căng thẳng nhưng cả nhà lần trước em gỡ nó đâm cái tay em có cái chết. Coi chừng đây còn. Còn sót nữa kìa. Cua đồng gì đó mà bún riêu cua ăn. Cua đồng mà nước nổi thì nhiều lắm cả nhà. Mình đặt nhớ vớ là nó vô. Trời ơi, đây còn cua nữa cả nhà ơi, đây nè. Nhà kia thịt quà ăn không có ra 4-5 con cua luôn. Mắt chín luôn đó, nó không ra. Cua nhỏ, cua bự gì tán lỏn hết rồi. Ôi trời, xíu kẹp vậy. Đây con nữa. Còn nữa hay gì nè. Tép luôn cả nhà ơi, tép đồng nha. Ui. Trời ơi, còn 2-3 con cua trong đây cả nhà ơi, hàng kia nó không ra. Đây nè, 3 con luôn. Đây này cả nhà. Chút nãy giờ nó không xuống. Hết tiếp không. Đây nè, cua càng không à cả nhà ơi. Cua này mình về mình đâm ra mình làm bún kêu cua đồng ngon lắm nè. Càng à. Cẩn thận hai cái càng này nó kẹp cái là nó bút không buông nha. Đây nữa nè. Vậy mà cũng còn sót một con nữa nè. Ui. Ủa chứ nó kẹp em rồi. Trời ơi, con bả kẹp là bả kẹp cái này em không buông luôn.
hết rồi cả nhà ơi, để em đặt lại đi. Đặt lại sáng mai chị giả cho cả nhà ơi. Bữa nay có cái xuồng giả tiện lại cả nhà, đổi đổi xuống trên. Để em đặt lại em cho cả nhà coi cá nha. Chốt cái rô gì cua nhóc trên cả nhà ơi, mới làm bún đi cua ăn được rồi cả nhà. Cái cua đồng nè, cái cua đồng này mà trời mưa mà lâm găm cả nhà là nó lên mình bắt, mình đi bắt nó cũng được. Cái chốt nữa nè, cái chi trắng nó biết ngon luôn cả nhà ơi. Rồi cái cua phi nữa cả nhà ơi, cái cua phi cái mà dính nữa nè, cái này kêu bằng cái dẫn cái gì. Cái dảnh cả nhà, cái dảnh. Ồ, dính được em cái nắp nữa cả nhà. Trời ơi, cái nắp đậm cả nhà ngon quá. Ui. Cái này có 200g. Cái bụng trứng này chắc là đẻ quá. Ngon quá cả nhà ơi, cua đồng mà càng cần bự gì là ngon lắm nè. Mình đụng thôi chứ mình đừng cứ đưa tay vô đây nha, đưa tay vô đây là kẹp là không buông nữa nha. À, bữa nay em đi dở dớn thu hoạch cũng bọn cả nhà. Cả nhà xem clip nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ em nha cả nhà, để em có động lực ra những video tiếp theo cho cả nhà xem nha. Bye bye, xin chào cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà ở những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.